Hello, xin chào các đồng chí anh chị các bạn thân mến của Lê Minh. Mình mới vừa quay cái anh này, anh là một cái người dân lao động phổ thông. Anh ngủ, anh vẫn nghe cái thằng Chi Quốc Huy nó thiên kìa. Mình lấy làm ngạc nhiên. Mình nói với anh nghe chi mấy cái thứ này, mấy thằng này nó nói khùng nó điên thôi. Các bạn thấy ở trong nước, cơ quan nhà nước Việt Nam họ làm việc, họ không có lắng nghe những cái tiếng, những cái họ không có nhìn thấy những cái mà những người dân lao động phổ thông họ đang sống như thế nào. Tôi về Việt Nam tôi gặp rất là nhiều người, họ nghe thằng Trương Quốc Huy nó tuyên truyền láo phép một cách điên cuồng mà cơ quan nhà nước Việt Nam gần như rất là lơ là, rất là nguy hiểm. Tôi nói chị các bạn, mưa lâu thấm đất, thời buổi bây giờ những cái cuộc cách mạng nào, những cái cuộc mà nổi dậy làm xáo trộn đất nước an ninh chính trị, nó đi từ những cái người mà lao động phổ thông nghèo khổ, những người mà người ta lao động chân tay. Các bạn thấy đến nỗi mà họ ngủ mà họ vẫn ghe thằng Trương Quốc Huy. Tôi gặp rất nhiều người. Tại vì sao? Nó nói xàm, nó ba đế, nhưng mà nó ru ngủ được. Nó ru ngủ được những cái người mà người ta đang lao động, người ta đang đi kiếm cơm và cuộc sống. Mà gần như ở ở cái cơ quan truyền thông, về ban tuyên giáo, về bên cơ quan truyền thông, họ gần như là theo tôi thấy lơ là. Có một số các bạn trẻ gặp tôi trên mạng vậy, có làm gì được, đánh cộng sản này đừng có ỷ y. Hôm nay nó không làm được gì, nhưng ngày mai ngày kia thế hệ các bạn hôm nay nó không làm được gì, nhưng thế hệ sắp tới. Tôi nói với các quý vị, tôi sống với thằng Mỹ, tôi biết nó, những cái âm mưu của nó gieo những cái mầm mống vào trong một cái đất nước mà đối lập chính trị với nó, nó rất là quỷ quyệt chứ không phải đâu. Thằng Mỹ nó chơi những trò bên ngoài nhơm nhợn nói cười, nhưng mà bên trong nham hiểm giết người không hay. Rồi chào Kiên, chào anh chị các bạn. Các bạn thấy không? Rất là ghê. Những người như vậy các bạn thấy tụi nó tiên truyền một cách như vậy, nhưng mà nếu những người dân mà lên tiếng một cách mạnh mẽ thì có thể bị một số quan chức địa phương gây khó dễ cho người ta, rồi có thể làm bắt bớ khi ghép vào những cái tội hình sự. Bởi vì mình thấy rất là buồn các bạn. Khi mình làm công việc, các bạn biết cái anh này ảnh không có nhà, ảnh là ở những cái vùng khác, ảnh đi làm lao động ai kêu gì ảnh làm lấy thôi, ảnh cũng hiền. Thì mình thấy ảnh hồi sớm này mình nói sao anh đi nghe cái thằng khùng đó anh chi vậy, nó nói chuyện trên trời dưới đất à. Giống như người ta nghe nhiều rồi các bạn, chứ họ bị nó quen cái lỗ tai rồi, thôi nổi mà ổng ngủ, ổng không phải để nó gu ổng ngủ nữa. Bạn thấy ghê không? Nó kinh khủng lắm. Cho nên tôi gửi đôi lời với lại về phía cơ quan nhà nước Việt Nam là đừng có ỷ y. Việt Nam là một quốc gia, một đảng, biết bao nhiêu xương máu của những người đã nằm xuống, đừng vì ích kỷ những cái chuyện mà nhỏ nhoi nào đó rồi làm khó dễ những cái người mà họ yêu nước chân chính. Họ vì lợi ích quốc gia dân tộc, họ cất lên những cái tiếng nói mà họ phải bị bắt, mà họ đấu tranh chống những cái tiêu cực, những cái thành phần quan chức nói thối nát địa phương để đặng bảo vệ đảng, bảo vệ cái nền tảng của đảng. Nhưng mà những cái vai cánh ở địa phương nó gây ra những khó khăn cho người ta, rồi bắt bớ một cách
không có đủ bằng chứng gây ra những cái sự bức xúc trong nhân dân, làm ảnh hưởng tới chính sách ngoại giao, làm ảnh hưởng tới cái chiến lược của những người mà kiều bào yêu nước chân chính, rất là đau lòng. Nhưng mà trong khi đó những cái người mà dân trong nước tôi gặp rất là nhiều. Bạn biết tại tôi Việt Nam tôi đi làm công việc mà nhiều khi tôi giao đồ rồi đi mua bán rồi này kia mình làm á, khi lại một số cái dãy nhà trọ nó mở hàng Trung Quốc quy, tôi giật mình hết hồn rồi, chứ tôi choáng váng, tôi nói không biết mình có nghe lộn người ta, nghe lầm người ta. Tôi lại sát bên tôi nghe, bữa nay tôi gặp cái anh này hồi sớm thì tôi cũng tuyên truyền, không phải mình phiên ảnh đừng có nghe đó, nhưng mà nó trở thành cái thói quen, cái nghiện rồi, quá khủng khiếp. Bởi nhiều khi rất mong rằng những cái người mà có trách nhiệm, cơ quan nhà nước mà những người mà có trách nhiệm, có cái đặt cái lợi ích quốc gia và tương lai của đất nước, cần phải có những cái suy tư về những người mà lao động phổ thông. Các bạn biết cái tụi chống cộng ở ngoài tụi nó gian ác lắm chứ không phải giỡn đâu, nó thả con tép, nó bắt con tôm, nó dụ giết một cái nghiện ngập, đấy, người ta nó nghe, người ta nghe vào trong đầu người ta như vậy, lâu ngày cái bắt đầu sự bức xúc của họ tràn dâng lên. Có một số các quan chức quan liêu nó làm ảnh hưởng tới uy tín của đảng, ghê lắm chứ không phải giỡn đâu. Bởi nhiều khi thôi thì đời của tôi thì tôi cố gắng đấu tranh để đặng mà bảo vệ cái bảo vệ như là mình đền đáp cái công ơn của những người đã hy sinh cho cái tổ quốc này thôi. Còn những cái thế hệ sắp tới thì tôi nói nó còn mờ mịt lắm. Về Việt Nam tôi sống càng lâu tôi càng thấy về hệ thống truyền thông, về những cái hệ thống mà pháp luật nó còn bị quan liêu, rất là buồn. Ở những cấp địa phương nó họ họ sao á, rất rất là khó nói phải không? Nhiều khi mình nói thẳng quá có người dọa mình, thành mình nói mình cũng cố gắng dè dè chừng lắm. Cái này là cái suy nghĩ tâm tư của tôi, của một người con sống xa tổ quốc trở về với quê hương, cố gắng làm cái gì ít nước lợi nhà thôi. Khi nhìn thấy những cái sự việc như vậy rất là buồn, phải nói là rồi những cái vấn đề mà nó còn vướng mắc quan liêu ở những cái cấp địa phương, đường lối lãnh đạo của đảng rất là u chuột các bạn. Ngay cả tôi lên mạng cũng vậy, tôi thấy những cái người mà họ 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 mê muội, họ cũng là dân trong nước mà họ quay qua họ chửi chế độ, tôi cũng giải thích cho họ biết rằng cái cơ chế không có sai, nhưng mà những chỉ sai là những người thi hành pháp luật thôi, cho nên ai sai đến đâu thì xử đến đó. Vấn đề quan trọng là lò của bác Trọng hiện nay rất là nóng, mong rằng bác sẽ đốt cháy hừng hực ở cái khu vực miền Nam, cần chấn chỉnh lại cái hệ thống pháp luật và cái cơ quan ở khu vực này. Tôi thấy còn ghê quá, về vấn đề truyền thông nó thao túng nhau một cách rất là ghê gớm, truyền hình tivi rồi phát sóng những cái mở ra thấy phát sóng toàn là những cái văn hóa nó đi lại ngược lại cái thuần phong mỹ tục và những cái gì sự tiến bộ của con người đó. Những người mà lên trên truyền thông rồi viết báo rồi cũng vậy, họ họ viết theo những cái lợi ích cá nhân hơn là cái lợi ích dân tộc, rất là khủng khiếp. Thôi thì mình like, mình đang làm công chuyện mình cũng phiên cái anh này, mình kêu ảnh cố gắng làm sao mà tìm những cái đài radio nào chính thống để mình nghe,
cho nó hay hơn, để tư duy của mình nó cởi mở hơn, và nó hiểu, nó sự hiểu biết của mình nó mở rộng nhiều hơn. Chứ nghe cái thằng mấy cái thằng hô hào cái đám chống cộng hải ngoại, rồi như thằng thằng Trung Quốc Vi này, các bạn biết nó mấy cái đám này nó ghê gớm lắm. Thôi thì mình dừng like tới đây, xin chào quý bạn chị các bạn trong diễn đàn lần nữa. Bye 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 bye.